Xin chào các bạn thân mến, đây là một cái nền tảng đầu tư chứng chỉ quỹ của Techcom Security. Và sau đây thì tôi sẽ đánh giá cho các anh chị và các bạn xem cái nền tảng này có những cái 优点như thế nào và có những cái nhược điểm như thế nào để các anh chị và các bạn dễ dàng theo dõi. Thứ nhất là tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ thì sẽ được mở hoàn toàn online. Tức là anh chị sẽ không phải đến công ty chứng khoán để mở đâu, không phải đến công ty quỹ để mở đâu, mà mở hoàn toàn online tại nhà của anh chị và các bạn nhé. Ký hợp đồng mở tài khoản cũng online, rất là dễ. Và tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều anh chị và các bạn mở tài khoản online trên cái website tiền của tôi.vn rồi đấy ạ. À, bây giờ sẽ là một cái chức năng rất là hay, đó chính là đặt lệnh quỹ. Ở đây là cái menu đặt lệnh quỹ này. Thì anh chị và các bạn sẽ mua được chứng chỉ quỹ hoàn toàn online. Thì ở đây có ba quỹ là quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ linh hoạt. Thì tôi sẽ ví dụ cho các anh chị và các bạn mua quỹ cổ phiếu nhé. Ở đây là quỹ cổ phiếu top VN30 và số tiền đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng thôi ạ. Rất là dễ. Đúng không ạ? Và tôi có thể đặt lệnh định kỳ được. Và nếu anh chị và các bạn ủng hộ tôi thì có thể nhập mã 105 C041670. Khi nhập mã này thì lần đầu giao dịch anh chị và các bạn sẽ được TCBS họ tặng cho 0.1% trên cái số tiền giao dịch anh chị nhá. Anh chị có thể đặt mua online này. Anh chị ký hợp đồng online này. Xác nhận hợp đồng này. Bây giờ tôi chỉ cần nhập cái mã OTP vào là tôi có thể mua được luôn anh chị ạ. Rất là dễ. Như vậy là giao dịch đã thành công rồi đấy ạ. Tôi đã mua chứng chỉ quỹ ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ khớp lệnh cho tôi. Đó. Và cái ưu điểm là chúng ta mua bán chứng chỉ quỹ là hàng ngày được luôn anh chị ạ. Bây giờ tôi mua bán chứng chỉ quỹ online thì tôi sẽ làm ở đây. Tôi chọn bán này. Tôi chọn chứng chỉ quỹ tôi bán nhé. Hiện tại tôi đang có hai chứng chỉ quỹ này. Là quỹ chứng chỉ quỹ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trái phiếu này. Đó. Tôi có thể đặt bán 10 chứng chỉ quỹ chẳng hạn, đúng không ạ? Ở đây các bạn có thể xem này, tiếp theo nữa là một cái chức năng rất là quan trọng, đó chính là quản lý các cái tài sản hoàn toàn online. Các bạn có thể thấy đây ạ, các cái quỹ mà tôi đã mua, họ đã quản lý ở trên cái ứng dụng này rất là tiện, đúng không ạ? Để chúng ta biết được là lợi nhuận của chúng ta đây, đúng không ạ? Và cái giá trị thực hiện tại, lãi lỗ hiện tại đây ạ, rất là thuận tiện, đúng không ạ? Các anh chị có thấy là đây là một cái ưu điểm rất là thuận tiện khi mà anh chị có thể đặt lệnh mua cổ phiếu này, đặt lệnh mua trái phiếu này và đặt lệnh quỹ ở trên cùng một ứng dụng, đúng không ạ? Tức là mình không cần phải nhiều tài khoản. Nếu mà ở các công ty quản lý quỹ thì anh chị phải mở một tài khoản quỹ riêng này, xong lại anh chị lại phải sang công ty khác mở tài khoản chứng khoán để anh chị đầu tư, rất là bất tiện, đúng không ạ? Thế thì ở đây nó tích hợp ba trong một, là anh chị có thể đặt lệnh cổ phiếu, trái phiếu và quỹ, và quản lý tài sản cũng là quản lý ở trên ứng dụng này luôn, đúng không ạ? Rất là thuận tiện. Đó. Có một cái ưu điểm mà tôi thấy rất là hay, đó chính là ở Techcom Security họ kết nối được cái tài khoản Techcombank và cái tài khoản chứng khoán, tức là mình không phải chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản chứng khoán nữa, mà cứ để tiền trên tài khoản ngân hàng và tự động cắt tiền từ tài khoản ngân hàng sang để đầu tư chứng khoán, đầu tư quỹ, đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu. Đó là rất là dễ, đúng không ạ? Như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn 6 cái lợi ích mà khi đầu tư quỹ tại nền tảng TC Invest của Techcom Security. Thế thì cái nhược điểm ở đây là gì? Đó, chúng ta sẽ biết được những cái nhược điểm. Thứ nhất là hiện tại cái màn hình giao dịch này của Techcom Security nó quá nhiều các cái nội dung, mà nhiều các nội dung thực ra nó không cần thiết với chúng ta. Ví dụ như là đối tác phát triển kinh doanh này, IWell Club này chẳng hạn, hay giới thiệu nhận thưởng này, hay là giỏ hàng của tôi này, đó. Thì đấy là những cái nội dung mà tôi nghĩ là nó chẳng cần thiết đối với nhà đầu tư, nhưng mà họ vẫn cho ở đây. Thì có lẽ đây là một trong những cái nhược điểm mà làm cho hệ thống của TC Invest đôi khi nó chậm đi, và nó rất là phức tạp, nó rối rắm, các anh chị có thể nhìn này, nó nhiều quá. Đó, rất nhiều các nội dung mà trong khi là cũng không cần thiết lắm. Đó. Thì, qua quá trình trải nghiệm của đầu tư thì tôi thấy rằng là có những cái nhược điểm như vậy thôi. Còn xét về mặt ưu điểm thì nó cũng rất nhiều các cái
ưu điểm mà mình có thể cân đối để mà thực hiện đầu tư. Tuy nhiên thì với TCInvest, Techcom Securities họ là một trong những cái công ty chứng khoán mà luôn đi đầu về công nghệ, bởi vì họ có ngân hàng mẹ là Techcombank, cũng là một trong những ngân hàng luôn đi đầu về công nghệ để mà chúng ta có thể có những cái trải nghiệm đầu tư sẽ tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng thì Techcom họ sẽ dần dần họ sẽ cải tiến, họ sẽ rút bớt đi để mà nó phục vụ cho cái trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Và như vậy tôi đã chia sẻ với anh chị những cái đánh giá cơ bản của mình về cái nền tảng TCInvest của Techcom Securities về việc đầu tư chứng chỉ quỹ. Hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn. Và các bạn nếu mà có những cái không hài lòng gì hay có những cái hài lòng gì thì có thể comment xuống dưới để chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi thêm nhé. Nếu mà anh chị muốn lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa thì cứ cho tôi một cái like để mà YouTube họ họ phân phối cái video này tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.